Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 2 của cách làm ghế từ lon bi hoặc lon nước ngọt được thực hiện bởi kênh Mèo Vặt 789. Thì phần 1 chúng ta đã thực hiện và mình đã hướng dẫn các bạn cách để cắt cái lon này thành các thẻ như thế này và làm bốn cái chân. Đấy. Thì phần 2 này thì mình sẽ bổ sung một chút là cái phần phía mặt trước này bao gồm có 6 thẻ, thì các bạn cách uốn cũng tương tự với cái chân này, các bạn có thể thỏa sức sáng tạo thích nó uốn theo kiểu gì thì theo ý thích của các bạn. Và cái phần mà các bạn ghim này thì các bạn sẽ ghim cao hơn để cho khi nó không chạm đất, nó chỉ là cái hình thức để chúng ta làm trang trí cho cái ghế nó được đẹp hơn thôi. Thì đầu tiên làm cái này thì phần 2 này chúng ta làm cái ghế tựa. Thì các bạn phải chuẩn bị uốn cho mình như sau, bao gồm hai cái uốn theo hình dạng như thế này, các bạn uốn giống nhau hai cái đây, một cái hình tròn này đường kính nó khoảng tầm hơn 1 cm gì đấy. Thì các cái đường uốn này mình không thể nói kích thước cho các bạn được một cách chính xác được, bởi vì mỗi người có một cách uốn khác nhau. Và chút nữa thì mình thực hiện gắn lên cái ghế tựa thì các bạn sẽ tự ướm vào đó và xác định kích thước và các bạn uốn theo. Và tiếp tục nữa là hai cái uốn theo hình dạng như thế này, đây hai cái này, tiếp tục nữa là hai cái uốn theo hình dạng nhỏ như thế này, và một cái cuối cùng nữa là như thế này. Đấy. Và chút nữa chúng ta sẽ gắn theo dạng như thế này. Đấy. Thì kích thước dài ngắn cái này thế nào, lớn nhỏ thế nào thì tùy thuộc cái lúc chúng ta sẽ gắn lên đó. Nên chút cho các bạn là mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ hiểu. Và cái này cách uốn làm sao thì mình bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách uốn. Cách uốn thì các bạn lấy cái lon bi thứ hai mà mình đã chuẩn bị hai lon đấy, một lon chúng ta làm cái ghế rồi, một lon như thế này, là mình lấy sẽ cắt thành cái thẻ như này. Chúng ta sẽ cắt đến tận gốc này, chúng ta lấy cái thẻ này ra. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uốn. Đây là cái thẻ chúng ta vừa cắt, độ dài nó bằng là một lon bia rồi đấy. Này, đấy. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để uốn thành được những cái hình uốn nó tròn đẹp. Đấy. Tùy theo từng người thích uốn kiểu gì. Thì bây giờ chúng ta cắt hai cái đầu mép đây nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uốn uốn hình chữ S nhá. Hình chữ S thì trong cái này chúng ta sẽ sử dụng hình chữ S rất nhiều. Ví dụ như cái chi tiết này nó sẽ là một hình chữ S này, hoặc là như thế này, đây là một chữ S và lên đây cũng là một cạnh của chữ S nữa. Thì bây giờ chúng ta cách uốn làm sao? Đối với cái nhôm này chúng ta uốn vào, cách uốn nó rất dễ. Các bạn muốn uốn cho nó tròn hay không, chỉ việc nhận lên thế này chúng ta vút, nó sẽ cong tròn lại. Nó không khác gì chúng ta tạo cái nơ của cái đồ chúng ta hay làm đồ quà tặng lưu niệm ấy. Thì ban đầu chúng ta ba sẽ các bạn sẽ để tỉ như thế này, gấp thật mạnh mạnh vào, chúng ta sẽ dùng ngón tay cái chúng ta gập nó lại cho tròn. Tròn sau khi được được đủ vòng như thế này, các bạn sẽ ngược lại, lật ngược lại phía lên đây, lật ngược cái hình tròn này lại đây, gấp lại thì được như này. Nếu như muốn cho nó sát cái phần này và phần này lại, phần này hai phần này phát lại, thì các bạn tì cái dây tay vào này, lên ngón tay nhận một lực mạnh vào cái dây tay, các bạn đưa đi đưa lại như thế này, lên xuống thế này, thì cái hình chữ S chúng ta đã được gắn liền vào như thế này. Vì phần chi tiết này nó nằm trong đây, đây trong cái này chúng ta sẽ cần như thế. Và sau đó chúng ta muốn cong, ví dụ như mình đang hướng dẫn một cái này thôi nha, cái này cái phức tạp nhất này, thì mình hướng dẫn cái này rồi các cái khác các bạn sẽ áp dụng tương tự. Sau đó chúng ta sẽ vút nhẹ như thế này để tạo độ cong mềm nhất cho nó đây, sau đó tạo hình chữ S bên đây. Mình sẽ làm như thế này nha,
vòng như thế này, lên và quấn như thế này, thì các bạn sẽ gập nó lại theo cái chiều này, cuốn cho mình lấy khoảng tầm 3 vòng, 2 vòng rưỡi đến 3 vòng gì đấy so với cái mép mà chúng ta vừa cuốn ấy. Đây, mình đã cuốn được 2 đến 3 vòng đây. Sau đó chúng ta đút cái để nguyên cái dây tai này, các bạn kéo ra đến khi nào còn một vòng cuối cùng đấy, thả ra, nó sẽ theo cái hình uốn như thế này, và sau đó chúng ta chỉ việc cân chỉnh thôi, vút nhẹ thế này, cân chỉnh là nó sẽ thành hình chữ S tròn đẹp. Đấy, thế là chúng ta đã được một cái, các bạn có thể thấy. Thì bây giờ bước tiến hành là các bạn chuẩn bị thêm cho mình các cái thẻ như thế này, nó ngắn như thế này, để chúng ta làm cái ghim. Thì đây là 8 cái thẻ. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái thẻ này, bên trái mình làm từ bên phải sang nha, trừ hai cái thẻ này ra, các bạn lấy hai cái thẻ tiếp theo gộp lại với nhau, hai mặt trong của nó được úp lại với nhau, còn hai mặt ngoài nó sẽ ra bên ngoài, mặt ngoài đây, ngoài đây. Chúng ta sẽ dùng cái ghim này lật lên nhé, chúng ta lật lên theo cái hình tựa này, góc độ như thế này, sau đó chúng ta sẽ dùng cái ghim lại. Này, các bạn ghim cố định nó lại như này. Tiếp tục hai cái tiếp theo, chúng ta cũng làm tương tự. Cũng ghim lại. Sau khi mình ghim lại được như thế này, cách khoảng tầm 1 cm so với vết cắt cuối cùng, chúng ta tách hai cái phần trên này và ta cả gắn keo lại. Tiếp theo chúng ta dùng tiếp một cái ghim nữa, chúng ta sẽ lấy hai cái bên trong này ghim lại với nhau, cách cái mép ghim dưới của hai cái là khoảng tầm 1 cm. Để chúng ta tạo cái trái tim ở giữa, chính giữa cho cái ghế. Đây, mình đã ghim được cho nó cách 1 cm, cắt cái phần thừa đi, sau đó chúng ta cũng gắn keo cố định nó lại. Đây, mình đã được như thế này, đã dùng 3 cái ghim. Sau đó các bạn uốn hai cái này, hai cái giữa này, các bạn sẽ uốn theo cái hình vòng vào trong. Bây giờ mình sẽ uốn vào trong, vẫn dùng cái dây tai, chúng ta uốn khoảng tầm
3 vòng. Giống như lúc nãy mình hướng dẫn, các bạn uốn 3 vòng. Ước chừng vậy thôi, chứ còn cũng không thể chính xác được. Sau khi uốn xong như thế này, các bạn kéo ra. Cũng giống như lúc nãy mình hướng dẫn là cách uốn. Kéo ra còn một vòng duy nhất cuối cùng thôi, là chúng ta thả ra không kéo nữa. Đây như thế này. Thả ra, nó sẽ được cái độ cong. Độ cong bây giờ chúng ta sẽ nắn, nắn làm sao cho nó hai cái vòng tròn này nó sẽ chạm nhau. Chạm nhau tại giữa. Giờ chúng ta lại gắn keo lại. Chúng ta sẽ nắn cân chỉnh cho nó đều. Đây, mình đã cân chỉnh và nó sẽ thành trái tim như thế này. Các bạn cân chỉnh cho đều. Thì sản phẩm chúng ta lúc nhìn là đẹp hơn. Đây. Đây, mình đã xem xong. Sau đó chúng ta gắn keo. Gắn keo cái điểm mà tiếp xúc giữa hai cái vòng tròn với nhau ấy. Thì chúng ta cố định nó lại. Sau khi xong này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta uốn theo một đường nữa. Đó là hai cái này. Chúng ta sẽ uốn gập lại ở trong. Gập lại trong thì các bạn sẽ uốn cho mình khoảng tầm 3-4 vòng gì đấy. Cũng tầm tầm như giống như cái kim ở giữa. Và chúng ta cũng kéo ra để tạo thành cái vòng tròn. Các bạn nhớ là cân chỉnh giữa hai cái hai bên nó sẽ là đối xứng với nhau, nên chúng ta cố gắng cân chỉnh cho nó thật đều hai bên để sản phẩm chúng ta đến lúc nhìn vào nó vẫn thẩm mỹ hơn. Này, mình đã uốn được hai bên như thế này, tuy rằng nó chưa được cân cho lắm nhưng mà các bạn cần phải chỉnh cân hơn. Mình làm video nên mình sẽ làm sơ qua cho nó nhanh thôi. Chúng ta gắn keo lại hai cái điểm đó. Tiếp tục là mỗi bên bây giờ còn hai thẻ. Chúng ta cũng nâng lên, chúng ta cũng gộp giống như thế này. Cũng làm như thế này. Cũng ghim lại hai cái điểm như thế này.
chúng ta cũng gắn keo lại cái điểm này. Do điều kiện bây giờ mình đang xử lý những cái video mình úp lên trên kênh Mẹo Vật 789 thì hiện tại mình đang xử lý bằng phần mềm bằng điện thoại chứ không phải là máy tính, nên là có nhiều đoạn nếu như mà mình làm như những bước này hơi lâu thì có bạn cũng bảo là tua đi, nhưng mà thực ra thì phần mềm trên điện thoại thì không thể làm được những đoạn tua đi nhanh mà tiện dụng như máy tính được, là mong rất mong các bạn thông cảm. Sau đấy mình gắn keo lại hai bên. Phần thừa cái ghim chúng ta sẽ dùng keo ta cắt đi. Sau đó các bạn lật ngửa nó lên cũng theo cái như hai cái ở giữa chúng ta vừa làm xong. Góc độ nó hơi nghiêng một chút lại bên đằng sau để nó ra cái hình dáng cái ghế tựa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ uốn hai cái giữa này, hai cái bên trong này sẽ lên cái đỉnh này. Thì cách uốn thì bây giờ các bạn sẽ uốn theo như theo ra ngoài, cuốn ra ngoài. Thì bây giờ các bạn cuốn cho mình lấy hai vòng hoặc một vòng cũng được. Nói chung là làm cái móc thôi. Cả hai cái các bạn đều uốn ra ngoài. Một vòng rưỡi, một vòng như đấy cũng được. Nó được như thế này. Sau đó chúng ta sẽ gập lên. Các bạn cần chỉnh làm sao cho như thế này. Đây. Nó sẽ gần như đứng thẳng song song với cái điểm này, cái ấn trên trái tim. Chúng ta sẽ dùng cái ghim, chúng ta ghim nó lại và gắn keo. Bên đối diện chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Nghĩa là mình hướng dẫn một bên thì các bạn biết là cái bên thứ hai chắc chắn nó làm như y chang vậy rồi. Làm cái này nếu mà xong từ A đến Z chắc có khi mất khoảng tầm ngày. Nếu bạn làm quen thì nó khác, còn không làm quen thì có thể dài hơn. Đây, mình đã được như thế này. Thì các bạn chập hai cái đầu trên đầu này, chúng ta cũng gắn vào luôn bằng keo 52.
Sau khi gắn xong thế này thì bây giờ chúng ta sẽ còn hai cái hai bên. Hai cái hai bên thì các bạn cũng sẽ uốn gập vào. Bây giờ các bạn lại uốn gập vào. Gập vào để chúng ta dính vào cái phần này. Gập vào chúng ta sẽ mình sẽ dính nó lại. Bên còn lại chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn cần chú ý cái keo chúng ta bỏ vào đây nó sẽ thừa và sẽ thổi cái phần keo thừa nó bay đi nhanh khô hơn và cái vết dán chúng ta sẽ chắc hơn. Cần thiết là cái mối nào chúng ta nó thấy nó khó dính thì chúng ta có thể dùng cái ghim, chúng ta ghim nó lại xong đó là tiếp tục gắn, đảm bảo chắc chắn là cái vết của chúng ta sẽ bền chắc, chứ không có mình keo không thì nó vẫn không đảm bảo được chắc chắc hoàn toàn. Đây, sau khi mình gắn xong hai cái phần hai bên được như thế này gần như là cũng tương đối đều rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ các bạn sẽ dùng cái chi tiết này. Đây, lúc nãy mình đã bảo là làm trước á, các bạn đắp lên trên đây. Vì tại vì là mỗi cái có mỗi kích cỡ khác nhau, mỗi bạn gắn khác nhau nên mình không thể nói được là kích thước nó là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta đặt lên cái đỉnh này. Các bạn nắn sao cho cái phần giữa nó chạm cái phần đầu. Các bạn đặt lên. Đặt lên như thế này. Sau đó gắn keo thôi. Như trong đây mình làm video là mình hướng dẫn nên là các cái chi tiết này phụ thêm này thì là mình làm trước. Còn nếu như các bạn mà thực hiện thì các bạn nên làm sau để chúng ta đảm bảo được cái độ dài của nó chuẩn xác hơn. Làm sao chúng ta sẽ lấp kín được những cái kẽ như thế này. Bên đây kín nhưng mà bên đây không kín được, chắc chắn nó sẽ không đều, nhìn nó sẽ không thẩm mỹ bằng chúng ta làm sau chúng ta làm kín.
Tiếp theo nữa là các bạn dùng cái hình tròn, chi tiết hình tròn để chúng ta gắn lên đỉnh này, chính giữa. Sau đó các bạn sử dụng tiếp hai cái khối như thế này mà lúc nãy chúng mình đã hướng dẫn cho các bạn đã làm rồi, để chúng ta gắn lên trên đây, trên cái hình tròn này. Các bạn sẽ gắn theo hình như thế này. Làm cái này phải nói là thật sự là tỉ mỉ thì các bạn mới làm được. Bạn nào có tính nóng tính thì có khi là không làm được. Thì làm rất là lâu, rất tỉ mỉ. Tiếp tục bên còn lại. Và cái còn lại chúng ta cũng tương tự vậy. Sau khi gắn xong nó được như thế này thì các bạn sẽ dùng hai cái chữ S nhỏ này, chi tiết nhỏ này, chúng ta sẽ gắn đối xứng với cái phần phần này, đối xứng với cái cạnh này, cạnh bên trong này, ở bên ngoài đây như thế này, gần như là song song gì đấy. Chúng ta sẽ gắn nó lại. Lại bị dính keo rồi. Đây, gắn như thế. Tiếp tục bên còn lại nó cũng tương tự như vậy. Đây, một bên cao hơn. Đây, mình đã gắn được hai bên này. Thì còn lại hai cái chi tiết cuối cùng như thế này. Thì chúng ta sẽ ướm nó vào đây. Đây, các bạn thấy đây. Sẽ dắt cái phần đít này vào cái phần ghim này này. Phần ghim cũng lại phía dưới chúng ta tạo này. Còn phần trên chúng ta sẽ ốp vào như thế này rồi gắn keo lại. Đây, tiếp tục bên còn lại chúng ta cũng làm tương tự.
Cái này các bạn có thể sử dụng keo 502 hoặc keo 5 thành phần, hoặc keo 2 thành phần, mà keo dán sắt nó cũng được. Keo 2 thành phần chính sắt thì nó vẫn đảm bảo được là tính bền chắc hơn là keo 502. Sau khi mình gắn xong đã được xong cái phần ghế tựa. Tuy thời gian làm video nó rất là hơi dài nhưng mà gần như là chi tiết được khoảng tầm 80% thì các bạn có thể tự làm được một cái ghế như thế này rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần tay vịn. Tay vịn này thì đầu tiên thì cái đầu tiên các bạn bẻ lên. Cái đầu tiên gần gần bên phần cái tựa này. Chúng ta sẽ bẻ lên và các bạn sẽ từ từ uốn uốn làm sao cho cái phần mặt trong của cái lon này nó hướng về trước. Thế sau đó là ta sẽ uốn theo cái phần phần mặt trong này, gập vào phần mặt trong của cái lon này. Các bạn làm khoảng tầm 2-3 vòng, chúng ta kéo ra để lấy độ cong. Cần một chút chỉnh sửa cho nó cái độ cong nó tự nhiên hơn. Sản phẩm đẹp hay không là quan trọng nhất là cái phần các bạn tạo độ cong của cái độ uốn tròn của các chi tiết này. Đấy. Sau khi đã xong được như thế này thì chúng ta sẽ gập lại để gắn nó liên kết với cái phần lưng tựa đây, các bạn sẽ gắn vào đây, vào ngay cái chỗ cái đính đầu tiên này mình sẽ gắn. Ngay cái phần mà các bạn đính đầu tiên này, các bạn ghi cái ghim đầu tiên này, ta sẽ gắn keo nó lại. Tương tự bên kia chúng ta cũng sẽ làm như thế. Ta gắn keo vào. Ok, thế được hai bên này. Tạm thời nó hơi đồng đều. Các bạn làm thì có thể cân chỉnh nó đều hơn. Tiếp theo cái thứ hai, chúng ta còn bẻ lên và hướng vào cái chiều trong đó, tương tự như cái một. Nhưng phần này chúng ta sẽ uốn ngược, chúng ta sẽ uốn ra ngoài chứ không uốn vào trong như lúc nãy nữa. Chúng ta sẽ uốn ra ngoài. Cũng khoảng tầm 3 đến 4 vòng chúng ta kéo ra là để tạo độ cong. Sau đó gập lại, các bạn gập lại. Gập lại đối diện như thế này để chúng ta gắn nó lại. Đây. Này đã liên kết được với nhau.
Tiếp theo bên kia chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta làm từng bên một nhé, để cho nó đều. Làm một bên xong bên sau, bên thứ hai làm rất khó. Bạn nào khéo tay hơn thì có thể làm xong bên này làm bên kia cũng được. Mà theo mình thì mình cứ làm từng bước một, cả hai bên, hết bên này bên kia thì nó vẫn đảm bảo cái độ đồng đều cả hai bên luôn. Đây, đã được hai bên như thế này. Thì còn cái thứ ba, cái thứ ba là các bạn, cái cuối cùng các bạn cũng gập lên tương tự như hai cái trước. Và sau đó, sau cái này thì chúng ta sẽ uốn giống như cái đầu, là uốn uốn gập vào trong cái mép trong lon bìa này, chứ không phải là lót ngoài, mép ngoài xoắn vào. Các bạn xoắn cũng tạo độ cong như hai cái trước, chỉ cần hai vòng thôi, không nhiều. Cái bên đây cũng thế. Sau đó chúng ta gập lên, cũng gập lên, đè lên cái thứ hai, và chúng ta gắn lại. Chuẩn này có khi hơi cứng nên là mình sẽ dùng cái ghim mình ghim lại cho dễ. Các bạn sẽ ghim nó với cái phần ghế tựa. Tùy theo cách sáng tạo của bạn thích nó như thế nào thì nó dính vào cái gì thì gắn vào cái đó.
Ok, thế là coi như là cái sản phẩm chúng ta hôm nay vào 7 tháng 9 đã hướng dẫn các bạn đến đây thì nói chung là cũng là được cơ bản là nguyên lý để cho các bạn làm thôi, cách làm thôi, chứ còn các bạn muốn đẹp hơn thì phải cẩn thận và làm cẩn thận từng bước. Chúng ta tạo các cái khoảng bo tròn này, các cái hình xoắn này thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là hướng dẫn cơ bản thôi. Thì trong video nào thì còn nếu còn bất cứ thắc mắc nào hoặc các bạn có những ý kiến đóng góp để làm cái này, cách tạo độ độ xoắn hoặc là cách làm cái ghế bằng lon bia như thế nào đơn giản hơn, thì chúng ta hãy cùng để lại lời nhận xét ở phía dưới video. Chúng ta sẽ cùng bàn luận đưa ra cách làm dễ nhất, mình sẽ trợ giúp những bạn nào đang còn thắc mắc. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh Mẹo Vặt 789 để theo dõi những clip, những mẹo vặt hay nhất một cách thực tế nhất. Xin mời các bạn là xem những video tiếp của Mẹo Vặt bằng cách là điền từ Mẹo Vặt 789 vào mục tìm kiếm của YouTube thì sẽ hiện lên tất cả video clip của Mẹo Vặt. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.